Vâng, hello, xin mến chào tất cả anh chị em đã quay trở lại với Nokia Sành Hành .com bên em ngày hôm nay ha. Thì ngày hôm nay thì bên em sẽ tiếp tục giới thiệu một sản phẩm rất là hot nha anh chị. Nokia N95 phiên bản 2G màu đen. Thường anh chị phiên bản 2G thì màu tím hoặc là màu bạc. Bây giờ màu đen, màu này rất là hiếm nha anh chị. Đây, hộp, nguyên hộp full book châu Âu về nha. Còn rất là mới và đẹp nha anh chị. Hàng zin keng chăm chăm, nguyên quản, nguyên zin. Đây, em mở hộp bên trong cái máy, bỏ cái đó qua bên đi đó, cái máy nè, này em cầm bấm vân tay thôi anh chị, lao sơ cái qua hết à, camera nè đó, rồi để bên đi ha, em sẽ xem bên trong. Gồm tai nghe này rất là đẹp nha anh chị, kèm theo cái thẻ nhớ nữa nè, một viên pin zin, viên pin 5S. Rồi để bên. Tiếp theo một cái đĩa Nokia N95. Rồi để bên đi. Rồi sách hướng dẫn sử dụng để bên luôn. Một quyển sách hướng dẫn sử dụng chính rất là dày, rồi để luôn. Cái này mới đọc nên chị, cái này là nguyên cái đốc kèm theo luôn đây. Đây, cái đốc nè. Cái đốc này dùng để trưng bày hoặc là mình sạc vẫn được luôn nha anh chị. Để cái máy lên. Đó, đúng chuẩn luôn. Đó. Mình để trưng bày rất là đẹp luôn. Anh em nào sưu tầm mà được cái hộp này là rất là ok luôn. Tại lâu lâu về mới được một hộp mà có đốc này luôn nha anh chị. Chứ thường là không có kèm theo đốc đâu. Đó. Bây giờ mình lấy ra. Rồi để bên đi. Cáp, dây sạc. Rồi ok. Đây lại để đi. Chút em bỏ vô, anh chị nào mua em giao nguyên hộp vậy luôn. Đó. Cái này trượt hai chiều nha anh chị, rất là đẹp. Rồi bây giờ em bỏ sim vô test thử cho anh chị xem nha. Số series nè, để em cho anh chị xem số series luôn. 1256 không đuôi. Đây series nè, 1256 không đuôi nè, đó trùng mũi bút luôn nha anh chị. Rồi bây giờ bỏ sim vô. Đó. Pin đâu rồi? Rồi bỏ pin vô. Đó, gung cái anh buông ra. Anh chị nào mua thì cứ liên hệ qua cho em số điện thoại 0944440094 đôi luôn nha, có một cây một duy nhất. Không mua là không còn đâu. Bây giờ hàng full book này rất hiếm rồi. Em săn mãi mới được một con. Đây cái máy này. Đường nét rất là sắc sảo nha anh chị. Tại hàng nguyên zin nguyên bản chăm chăm, khỏi lo, chạy lắp sim vô xài thôi. Đây mình cũng vô phần cài đặt chuông cho anh chị xem luôn nha. Nó mới khởi động hơi chậm nha anh chị, dòng cổ nó vậy. Đây, vô phần này. Gold file là nó. Nó vẫn còn đang tiếng nước ngoài. Chỉnh hết đát luôn. Chuông rất là lớn nha anh chị, hai lo hai bên. Đây, một cái lo, bên đây một cái lo nữa nè. Ok. Tự động nó chuyển sang chế độ xoay màn hình đó, mình xoay cái là tự động chuyển sang chế độ xoay màn hình. Rung rất là mạnh nha chị, về lắp thẻ nhớ vô nghe nhạc. Nên là muốn chụp hình đó, mình kéo xuống cái là sẽ tự động chuyển sang chế độ chụp hình. Và không là bấm cái nút bên đây. Đó. Thời điểm này mà em thấy camera này cũng vẫn còn nét nha anh chị. Đó, chụp flash đàng hoàng đầy đủ. Rồi xóa đi. Đây em quay lại em chụp cái nha. Đó. Đây em đây, em đang cầm cái máy em quay đây. Đó. Rồi ok. Trượt xuống. Mình chơi nhạc. Mình chuyển bài rồi đó, hoặc là đứng bài rồi đó là chuyển sang chế độ đó. Còn không thì mình cứ để về mình sử dụng thôi. Rồi ok. Rất là cảm ơn chị đã quan tâm theo dõi nha. Thấy hay cứ đăng ký kênh để cập nhật những dòng máy cổ từ Nokia Sài Thành ha. Chúc anh chị có ngày làm việc thật vui vẻ, hạnh phúc bên người thân, gia đình. Hẹn gặp lại trong clip lần sau nha anh chị.
Đó, chuột. Ok.